Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện mặt biển này. Các bạn chọn hình phích tắc và kéo đối tượng này qua đây. Tôi kéo vào đây. Và lưu ý rằng nó ở layer trên cùng. Các bạn zoom nhỏ lại. Bây giờ, chúng ta đặt đối tượng này sao cho hợp lý nhất. Các bạn nhấn Ctrl T. Giữ Shift cho nhỏ lại. Ví dụ tôi chọn vị trí này. Và chúng ta Enter. Sau khi Enter, tôi sẽ xóa ra những vùng không cần thiết ở đây. Bây giờ tôi tạm ẩn. Và những vùng của chúng ta nó sẽ kéo dài từ đây qua đây. Tôi dùng vùng chọn. Kéo chọn những vùng này. Các bạn chọn hết sức chính xác. Và kéo các vị trí ở đây. Bây giờ bật layer lên. Đứng ở trên layer này, các bạn nhấn phím Delete trên bàn phím. Đến Ctrl D bỏ chọn. Vậy là chúng ta đã có phần mặt biển, nhưng đối tượng chúng ta hoàn toàn chưa thật. Bây giờ muốn thật hơn, tôi chọn đối tượng này. Các bạn chuột phải vào đây, vào hình này này. Chúng ta chọn Select Pixel, để chọn đối tượng chúng ta đang có. Nếu như chúng ta bị dài ra thế này, và nhấn Ctrl D. Các bạn nhấn Ctrl A để chọn tất cả. Và tiếp tục group cắt những vùng thừa bên ngoài. Nhấn Ctrl D lại. Chúng ta chọn lại đối tượng này. Bây giờ chúng ta vào công cụ Gaia và nhấn D trên bàn phím. Và chúng ta có màu đen và màu trắng. Để chọn. Chọn Gaia và chọn đen qua trắng. Chúng ta đang chọn trên layer gốc. Tôi tạo layer mới và kéo Gaia lại. Ok, nhấn Ctrl D bỏ chọn. Các bạn lưu ý chúng ta chọn layer mới nha. Và tiếp tục chúng ta hòa trộn một trong những kênh hòa trộn này. Ví dụ tôi chọn Sort Line hoặc là chúng ta chọn Multi. Ở đây chúng ta chọn Multi Price và tăng giảm hợp lý nhất. Tăng làm sao? Các bạn sẽ xóa cái viền này. Tôi tăng khoảng 85%, 90%. Là Enter. Nhấn V trên bàn phím. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn tạo những tia sáng phản chiếu từ mặt nước xuống đến dưới biển và các vị trí này. Tôi làm như sau, các bạn zoom lớn lên, tạo một layer mới tiếp theo, dùng công cụ plus và chọn dạng cọ mềm. Chúng ta sẽ vẽ liên tục như sau. Các bạn chỉ việc chấm thôi, tôi cần phân rét lại, chúng ta cho màu trắng lên, chấm và kéo, chấm hết sức ngẫu nhiên. Các khu khoảng cách thì chúng ta nên có khoảng cách, không để quá dày. Các bạn chấm chéo để ánh sáng đổ xuyên theo chiều này. Và thậm chí bên trong phòng này, tôi cũng có thể chấm vào để giả lập ánh sáng chiếu từ ngoài biển, chiếu xuyên qua cửa kính và chiếu trong này. Vậy là ok. Bây giờ chúng ta vào thay filter. Các bạn chọn filter, vào phần blur và chọn phần gradient blur. Các bạn chú ý rằng cường độ tôi để 50 và kiểu tôi chọn zoom. Và tôi chọn bed. Ở đây nó để mặc định ở vị trí này. Các bạn chọn đối tượng này và cho lên góc này. Chúng ta cùng nhau ok để xem hiệu ứng. Sau khi hiệu ứng xong, các bạn thấy rằng chúng ta có những đối tượng như những tia sáng le lói chiếu từ trên mặt nước xuống dưới này. Và vị trí này cũng có vẻ sáng mờ. Trong cảnh chúng ta thật và đẹp hơn. Còn ở những vị trí ấy, mặt biển này, nếu muốn thật hơn nữa thì chúng ta có thể dùng các công cụ rất tô mờ đi. Tiếp theo chúng ta nhấn Ctrl O, ghép những đối tượng cuối cùng vào. Ở đây chúng ta có cá, tôi open lên. Nhấn V trên bàn phím và kéo qua. Các bạn nhấn Ctrl T cho nhỏ lại. Tôi Enter xác nhận. Nếu muốn chúng ta có thể giảm white đi đối tượng cá này. Tôi Enter. Tiếp theo vị trí chúng ta thiếu một vài đối tượng người cho sinh động. Nhấn Ctrl O tiếp. Và tôi chọn phần People. Open tiếp. Các bạn chọn hết sức đơn giản như sau, chọn công cụ chọn, tôi kéo và chúng ta kéo qua. Các bạn nhấn Ctrl T để thu nhỏ các đối tượng một lúc. Nhấn Antilas và bánh xe zoom lớn lên. Tôi tiếp tục thu nhỏ sao cho hợp lý nhất. Lưu ý rằng đối tượng người chúng ta không bao giờ cao quá cửa hết. Và kéo ra đây. Enter.
Bây giờ tôi chọn từng nhóm người và đặt vào những vị trí cố định. Ví dụ như vậy. Và tôi chọn những nhóm người tiếp theo bên dưới và kéo qua. Tương tự, chúng ta nhấn Ctrl T và cho nhỏ lại tiếp. Các bạn nhấn Shift để đỡ biến dạng. Và chúng ta tiếp tục Enter và kéo các nhóm này ra vị trí khác nhau sao cho hợp lý. Và tiếp tục. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã hoàn thiện một bài học khá là dễ dàng.